khắc này tôi cảm thấy là rất là hạnh phúc, viên mãn. Chị mong sao năm nào cũng đến đây để đón một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. 2023, một năm thì chắc là đối với cả toàn bộ người Việt Nam thì cũng là một năm chắc là rất là khó khăn. Mình nghĩ là nhiều người sẽ có chung cái cảm giác đấy. Nhưng mà sau tất cả, giờ chúng ta đang ở đây và mình thấy là mình đã vượt qua được những khó khăn bao nhiêu như thế nào. Và hy vọng là với năm 2024 sắp đến thì gia đình Hoàng Châu và Cao Hương cũng như mọi người sẽ có những sự khởi sắc trong năm 2024. Mọi người đều háo hức để chờ đón năm mới. So với mọi năm thì năm nay có vẻ là nó có những cái pháo bông bắn tầm cao đó, thì phút sau này nó hấp dẫn hơn nè. Kỳ vọng năm 2024 thì mọi người đều có công việc ổn định, rồi sức khỏe dồi dào và Happy New Year. Cầu chúc cho tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam mình có một cuộc sống an lành, sức khỏe và bình an. Em mong là mọi người sẽ có một năm mới thật là